nào là nó ok luôn. Gõ hả? Gõ bực bực hả? Ơi quả này chín nè. Bum bum rồi. Thank you.
sạc nghiệp luôn. Bảy cháu có mười mấy đứa chứ, sạc nghiệp luôn mà. Mùa đó là ông không bán được cái nào luôn, không báo cháu bận chứ ai. Một quả dưa này mà bán có được chừng 600.